Không được chạy. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Cứu tôi với. Đại sư cứu bạn. Không được chạy. Chạy sao? Có chuyện gì? Đại sư cứu bạn. Đại sư, hắn là cướp đó. Đào ở trên tay hắn. Người bị trói là tới đây. Chúng tôi không thấy người trước. Hắn mới là cướp đó. Hắn là cướp. Như đang trong tay người mà. Đào này là của hắn đó. Phật môn không có binh hay giặc gì cả. Bình sân và hậu bổ động. Chú vị cho bổ yêu động. Khẳng lại đa chá đô ơ lạ. Làm sao ngươi biết được ta muốn cướp đồ của ngươi thế? Tướng cho tâm sinh. Ngươi có tướng của một tên cướp. Ta thấy ngươi cũng không phải tốt gì. Nếu không làm sao ngươi biết ta có ý kiến này chứ? Công tử nhà tôi rất là thông minh đó. Công tử nhà tôi chỉ hảo cầu danh thôi. Cho dù có thể làm quan thật, cũng chỉ là một tham quan thôi. Người chủ thế nào thì sẽ có nô tài thế ấy. Cái tên này. Hắn nói ngươi giống ta, là đặt khen ngươi, mà kệ hắn đi. Ngươi đó. Xin phù hộ cho công tử đạt được một công danh tốt. Cái này là của công tử. Xin phù hộ cho tôi sau này không cần lo đến cái ăn cái mặc nữa. Cái này là của tôi. Công tử à, người xem đây. Trên bức tranh này có rất nhiều cô nương rất xinh đẹp đó. Đều là tiên nữ trên trời đấy. Có gì ghê gớm chứ? Chẳng phải chỉ là một phụ nữ thôi sao?
Đại trượng phu không cần lo, không có vợ. Ta đã nói với người thế nào? Cậu... Câu nào vậy? Nam tử Hán. Nam tử Hán tu thân tề gia, gia trí, quốc trị, trị quốc, bình thiên hạ, bình thiên hạ, thiên hạ bình, thiên hạ bình, thiên hạ bình. Người đã tu thân được chưa? Tôi muốn tu thân nhưng không tu được. Vậy mà còn nghĩ tới phụ nữ nữa sao? Còn tề gia thì sao? Sao người lại ăn chứ? Các bạn đang xem phim tại website tvbphimvietnam.vn. Cô không sao chứ? Tôi sợ tối. Sợ tối sao? Sợ tối à? Sợ tối chứ tỏ ra cô không phải là ma. Đây là nơi nào vậy? Không biết nữa. Mình đã có ánh sáng, chúng ta sang đó đi. Cô đi trước đi, tôi soi sáng cho cô. Người sao vậy? Có gì? Hay là gì? Ta đi phía trước, cô sẽ theo sau ta. Cô nắm lấy tay áo của ta, như vậy sẽ an toàn hơn. Được không? Đi theo ta. Nhanh lên, đi đi. Nào, lui xuống, đi đâu vậy? Nhanh, nhanh lên nào. Các cô đang chơi gì vậy? Thủy Thúc, có thấy Mai Hoa ở đâu không? Mai Hoa à, mùi ấy không đi với Cát Tỷ sao? Không. Tại sao ở đây có nhiều phụ nữ đến thế? Họ đang làm gì vậy? Đừng nói gì cả. Đi dọc hành lang này nhé. Hướng tay gì chứ, có một ngôi làng, quên để đó trước đi. Cô đừng sẽ đến sao chứ? Mùi sẽ đến, đi nhanh đi. Tên cô đưa là gì? Mùi tên là Mai Hoa. Mai Hoa, đi nhanh đi. Chào, đi nhanh đi. Tuyết Lan, có hả? Hải Triều, có. Hạ Ngọc. Hạ Ngọc, có hả? Thủy Trúc, có hả? Thủy Tiên, có. Hương Nguyệt, có. Cẩm Liên, có hả? Mai Hoa. Đợi đã. Mai Hoa. Có hả? Mùi đã đi đâu vậy? Tôi bận rồi. Mùi đến trễ cứ phạt đi. Ta không nói phạt mùi. Mùi đã đi đâu? Mùi không bao giờ nói dối cả. Trả lời ta đi.
Đàn ông, tại sao có đàn ông ở đây? Không biết nữa, làm sao hắn đến đây được chứ? Thứ lỗi cho tại hạ. Tại hạ xin tự giới thiệu, tại hạ là Ninh Cát. Cô tới. Ở yên trong đó đi. Hôm nay nhìn cô tươi tắn quá. Vậy sao? Hôm nay ta đẹp thật sao? Hôm nay ta đẹp thật sao? Dân thưa cô. Sảo sảo, nói cho ta biết hôm nay ta như thế nào? Vẻ mặt sáng và rất thanh tao à? Màu mắt của cô mỗi ngày một sáng hơn. Có mùi gì đó rất lạ. Giống như mùi của đàn ông. Các người có thấy tên đàn ông nào không? Người có thấy không? Ra đi. Là yêu quái sao? Chúng ta làm sao đi? Thủy Tiên, chúng ta đẩy đi đi. Đi đâu vậy? Cô dẫn ta đi đâu? Bỏ ta xuống. Đi mau đi. Mau đi. Ở yên đó đợi bọn ta. Cô đưa đi đâu vậy? Đây là đâu? Chỉ có một tầng thôi đúng không? Whoa!
Ta chỉ đến thì gặp một người bạn mà đừng căng thẳng như thế chứ. Ta căng thẳng ư? Nhật yêu quá chị ư? Mà có bạn ở chốn thần tiên này sao? Bọn ta yêu nhau. Yêu nhau ư? Đây giống như chỗ người có thể yêu sao? Người đã mạo hiểm tính mạng để gặp cô ấy đấy. Chúng tôi yêu nhau và không ngăn cản được đâu. Ai là người ngươi đang yêu chứ? Ai là người yêu ngươi? Tình yêu không có nghĩa đối với một người chết. Bây giờ trái tim kẻ nào đã đau chứ? Yêu một kẻ đàn ông chỉ là một trò chơi mà thôi. Điều đó không có gì to lớn, nhưng nó lại có hại đối với đàn bà. Chính vì thế ta không muốn các người yêu người nào cả. Ta sẽ làm sạch mọi thứ. Ta là người cai trị nơi này. Hôm nay ta sẽ không dạy các ngươi bài học nào cả. Ta không có tâm trạng. Quần ấy đâu rồi? Là nơi đây mà. Quần ấy đâu rồi? Tụi bà quần ấy đến đây đúng không? Đáng lẽ quần ấy phải ở đây chứ. Quần ấy là người đàn ông của muội sao? Đúng không? Người đàn ông nào ạ? Người nói chuyện với muội. Muội biết ta đang nói về tình yêu quái đáp à? Thì đi nói với cô đi. Gã đàn ông ấy đâu? Hắn ta đâu rồi? Hắn ta đâu? Nói cho các thầy biết hắn đâu rồi. Hắn ở đây nhưng biến mất rồi. Không phải là yêu quá chứ? Không phải đâu. Hắn dùng về lắm. Hắn ta đâu rồi? Tiếc thật. Hắn đẹp trai quá. Tại sao muội lại thất vọng thế? Hắn có lẽ không thích muội đâu. Thì không phải. Làm sao thì biết họ nghĩ gì? Có lẽ họ thích người vui vẻ và hứa quà cho muội thì sao? Muội nói nhiều quá rồi đấy. Đúng vậy. Muội lại nghĩ rằng đàn ông thì thích những người trầm tính hơn và biết nghe lời giống muội đây. Đàn ông chỉ tìm vợ. Ngoài ra không có gì khác nữa đâu. Các tỷ không biết đâu. Ta sẽ không mong đợi gì ở họ cả. Nếu tỷ gặp một ai đó, tỷ sẽ nhanh chóng làm hắn cục cả gì tỷ. Mùi tích cực quá đấy. Nếu ta là đàn ông, thôi đi. Để mùi nói. Nếu mùi là đàn ông, các tỷ không có cơ hội đâu. Mùi sẽ bị đổ gục gì. Thị trốt tỷ tỷ. Tại sao vậy? Nói cho tôi biết tại sao đi. Tôi muốn biết. Thị trốt tỷ tỷ đáng yêu và trầm tính. Tỷ ấy chăm lo mọi thứ. Nhưng tỷ ấy đặc biệt là không quá tích cực. Tỷ ấy là người vợ tốt nhất trên thế giới này. Ai nói vậy? Cô thật sao? Tất nhiên rồi. Nhưng hình như ta đấy tới đây vì hạ ngợp. Không phải vậy đâu. Sao mùi biết? Cô ta lơ đãng, ai thích cô ta chứ? Hắn ta chắc chắn là thích tỷ rồi. Nếu có một người đàn ông thật sự, mình sẽ làm gì nhỉ? Nếu tỷ không yêu người đàn ông đó, người rất muốn thành thân với tỷ, thì đau lòng lắm. Các tỷ nghĩ nhiều rồi đấy. Cũng tốt nếu có chồng và có gia đình. Các tỷ sẽ được thực hiện trách nhiệm làm vợ của mình. Các tỷ sẽ hạnh phúc nếu không có tình yêu chứ.
nghĩ về tình yêu. Ngươi làm gì ở đây? Có ba đàn ông ở đây sao? Ngươi thấy hắn à? Ta thấy tất cả mọi chuyện xảy ra. Trả lời ta đi. Có ba đàn ông ở đây sao? Ngươi đang thẩm tra ta sao? Ta chỉ hỏi cô bằng cách bạn bè thôi. Không có. Vậy thì tốt. Cô sẽ không sao nếu không ba đàn ông ở đây. Cứ tự nhiên. Ngươi không khinh thường ta chứ? Sao ngươi cứ trốn mãi ở đây vậy? Ngươi muốn có bạn sao? Nhưng ngươi sợ điều đó. Ngươi ra đi. Ra với họ đi. Sao vậy? Họ không coi ngươi là bạn sao? Ngươi luôn giữ vẻ mặt nghiêm trọng đó. Và phạm tội với họ mọi lúc sao? Ngươi sợ những người sẽ kết bạn với ngươi sao? Ngươi ghen tị khi họ có tình yêu. Họ sợ mang người đàn ông của họ đến. Nhưng ngươi có sợ không? Cô khen ngợi ngươi, nhưng điều đó thì có ai thích không? Ngươi có vui không? Không ai trong số họ thích ngươi cả. Thậm chí ta cũng không thích ngươi. Ngươi ở đó nãy giờ sao? Ta nói chuyện với ngươi đấy. Ngươi ở đây nãy giờ sao? Đúng vậy, cô nương. Ta ở đây nãy giờ. Tình khốn. Cô nương, ta là đàn ông và ta có học thức. Ta chưa bao giờ dịch cô cả. Ta ở đây đợi mọi người và ta không biết sao ta lại vào phòng này nữa. Đây là phòng của ta, ta không biết đây là phòng của cô nương. Ngươi đã thấy hết rồi sao? Nghe thấy hết rồi sao? Không đâu. Đúng vậy đấy. Tôi đã nhìn nhưng không thấy gì cả đâu. Nhưng tôi nghe rất rõ tất cả. Nhưng cô nương ạ, ta hỏi cô đương một điều nhé. Làm sao có một người như cô lại không có bạn chứ? Được rồi. Ta xin lỗi, cô đừng bỏ qua sự mạo muội của ta chứ. Cô có thể trừng phạt ta nếu muốn. Hãy quên đi. Cô đưa, cô là người biết lý lẽ. Tại hạ là Trinh Cát. Tại hạ có thể làm bạn chất cô đưa được không? Sảo sảo sao? May quá. Tên của cô đương đều là tên của những loài hoa. Người đến đây vì ba hoa à? Đúng vậy, tôi đang đợi cô nương ấy ở đây. Phòng của Mai Hoa trên phòng ta đấy. Được
Được rồi, tôi ra là vậy, tại hạ xin lỗi. Cáo từ nhé. Đợi đã. Đợi đã. Tôi đưa anh lên. Không cần, quá lao phiền rồi, tôi tự lên được rồi. Hứa với ta, người sẽ không nói với ai những gì hôm nay người đã nghe thấy. Được mà, chúng ta là bạn mà. Chào Sảo Sảo tỷ tỷ. Đừng sợ, cứ đi tiếp đi. Nhìn cô ta kìa, nhìn tóc cô ta đi. Ta không biết là trong số chúng ta cũng có một cô gái xấu xí như thế này đấy. Đi đâu? Các bạn đang xem phim tại website tvbphaphimvietnam.vn. Nhanh lên đi. Quỳnh đã ở đâu vậy? Cao ư, nguy hiểm lắm biết không? Cũng là. Ta cũng cảm thấy vậy đi. Ừ, vậy tôi đi trước. Nhưng mà ta cần nói lời tạm biệt với mọi người. Tôi nguy hiểm, tôi cùng các bạn tạm biệt. Lại đây, cáo từ. Không được. Không. Nên cảm nhận Quỳnh không thể nào đi như thế được. Hả? Nên xuất hiện thấy hả? Quỳnh đã có cho. Để cách dùm mũi chứ. Quỳnh sẽ dẫn cô đến đi. Được rồi. Đây là mấy địa phương à? Bây giờ cô đương. Quá xin. Đi đi. Đi đi. Quỳ. Nên là thùng mới phản. Đây không phải là thế giới của con người. Thần tiên sao? Vậy cô đương đối với thế giới loài người như thế nào? Tôi không biết. Tôi nhìn vào bức tranh. Họa? Bức tranh sao? Tôi cũng thấy họa. Ta cũng nhìn vào bức tranh. Bạn thấy cái gì họa? Bạn nhìn vào bức tranh nào vậy? Chỗ đây, chỗ đây. Ngồi xuống đi. Qua đây. Bị dưới mũi. Đi nào. Đi đâu? Chỗ. Cúi xuống đi. Nó thấy cả. Cô đã nhìn vào bức tranh thì thế giới của họa. Thế giới của tôi ư? Không thông. Ý mà nói với ta đây đây là trời sao? Đây là thiên đường. Mùi là người trời ư? Xin hãy là. Nghe con, mọi nghe kể, nơi thì có thành phố, có tài sản xíu chân, có đường đi, có hẻm hóc, gió làm nhá, có đàn ông và đàn bà nữa nhá. Nơi thì có xây cái nhà mình, thích vui vẻ hay cả, khuyên cơ, khuyên tề, xịn nhất nhé, ăn gì, và thích những gì, trông gì thì mẹ cả. Nhờ mô nhà, họ có bị sắp đặt hôn nhân, muốn an bài họ thì có phân nhân cả. Khuyên tề, họ có sợ nói về, cấm cấm. Cấm 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 họ có sao nói về tình yêu không? Tất nhiên là có rồi. Ngồi chơi hổng sao? Gì có thể hiểu được nhiều hơn. Họ chỉ phải cái mộng cảm. Mọi cảm thấy giống như đang mơ vậy. Tôi xin chỉ phát mộng. Ta mới là người đang mơ đi. Đau mà. Mày phát mộng à? Rồi hoài xin lỗi, cấm chui dốc sợi cơ. Mẹ hả? Điều như vậy sao? Trang Tử Hoàn tự nói. Bất chi châu chi mộng. Bây giờ ta mới biết sao khi một người đàn ông mơ thì như một cánh bướm vậy. Hay bây giờ ta là cánh bướm? Nếu lần sẽ phát mộng. Có lẽ những người mùa đang mơ đấy. Thấy nhìn đi. Quỳnh nhét tay mũi. Đừng phò xấu.
Mùi thả ra đi. Mùi thả ra đi. Mùi thả ra đi. Ta không thả. Mùi cố thả ra đi. Thả ra đi. Không. Thả ra đi. Không. Mùi thả ra đi. Thủy Tiên, Tiên về lúc nào vậy? Sao không gọi Bùi? Họ biết không suy nghĩ ta sẽ làm phiền Bùi. Điểm chứ lại tới đâu chỗ cảm mê hồ. Ê, chơi bình. Điểm à? Chơi bình đâu chỗ tôi bình à? Bình. Mình tính anh sẽ bao giờ? Hả? Cũng... Mình muốn nhận chơi bình xí xí nè. À... Chuyện gì? Phát sinh cái gì? Phải đại lão một trận. Điểm gì? Không hỏi nữa, đi đâu giúp tôi luôn, hả? Điên gì? Anh làm gì? Này, này, anh không đánh nữa. Tập trung và nghĩ về nơi mình muốn về đi. Lắm rồi là phải về cái địa phương. Nó. Gì chứ? Phải thiết lắm thời gian. Chúng ta không có nhiều thời gian đâu. Thì phải thiết là liên quan mẹ đi. Nếu không mình sẽ chết đi. Nếu có ai cái này chứ? Bụi đi nhưng mà thằng nó như xin sẽ cả đời gì bụi chứ. Nó thằng bay qua công chúa. Công tử. Công chúa. Công tử à? Công tử, ăn chút gì đi. Bức tranh đó có gì vậy công tử? Phải là Chủ tịch thật chính là cô ấy. Muốn lối đi. Muốn lối đi đâu rồi? Muốn lối đi nào chứ? Muốn lối đi đâu rồi? Muốn taxi. Taxi đâu muốn lối đi đâu rồi? Làm sao tại hạ có thể quay lại nơi đó? Xin lỗi, phong vào cô địa phương. Mị địa phương. Nơi nào chứ? Một cái chỉ có cô nàng cái đấu trường. Có một phụ nữ trong đêm. Wow, cái mà chơi có thể là chúng thần tiên. Này mày ngồi. Công tử, ngài đói lắm rồi đấy. Ăn tí gì đi ạ? Cảm giác đói đến lừa công tử rồi. Đại sư, tại hạ không đói. Ngồi cô địa phương. Tại hạ đã gặp nhiều cô gái đẹp ở đó. Cái cô nàng, cái này xuất gì? Họ gặp thấy tôi, tại hạ phải quay lại đó. Phan tin à? Quay lại đâu chứ, đại sư? Đại sư, xin chú. Người còn biết đâu là trời, đâu là địa ngục sao? Phân không rõ. Người muốn quay lại đâu? Cầu tài sĩ thành truyền. Xin ngài. Xin ngài hãy tại nguyện cho thỉnh cầu của tài hạ. Đứng dậy đi. Nhắm mắt lại. Tập trung vào. Tập trung tinh thần. A Di Đà Phật. Đại sư sao lại đánh ta hả? Công tử. Thôi rồi. Đại sư sao lại dám đánh người chứ? Muốn à? Công chí. Công tử, cánh cổng. Mày muốn à? Có thấy một cánh cổng ư? Ta không thấy cánh cổng nào cả. Công chí. Công tử.
Tôi cũng thấy đó. Tôi cũng thấy đó mà. Tất nhiên rồi. Công tử à? Đây là địa phụ nữ đâu chứ? Ê, bà lên bên đó. Lỗi gì? Đây không phải địa giới. Đây là nơi quỷ quái nào vậy? Tôi kêu mang lồng thả. Tôi bây giờ chạy đi tìm nữ nhân. Người thật sự biết điều này chứ? Không ngủ sợ. Kéo sợ là ngon rồi. Có lẽ nó có độc đấy. Hãy đợi. Đừng cản nhiều. Không sao đâu. Tôi hãy cho đi tòa. Bạn rất vui. Phu nhân, hãy uống ly rượu ta dân. Nên không sợ bên trong có độc sao? Rượu ngon. Hữu rượu là điểm có thể một người hưởng một mình vậy chứ? Này. Cạn. Hay mẹ chị công chúa. Đúng không, đi đại nhân, ta mời ngươi. Ồ. Cạn. Lê. Cạn. Con. Cô nương. Phu nhân. Lấy mũi trong số yêu tất cả đàn ông đúng không? Tôi sâu mài à. Biến cậu hòa lại. Ai nói người không thể uống nhiều? Hắn không thể ư? Ta. Tốt lắm, tiếp đi. Con. Ngồi ơi. Cạn. Nghe giống. Cô người say rồi. Người này đến lo lắng cho ta sao? Người là người luôn lo lắng cho ta. Cô đi nào. Này, giờ chẳng những ngon phải ở cái phòng họ đi. Không phải lấy cô. Họ phải ở ngoài đây đó đi. Cô, tôi sẽ ngon thả. Công tử, lối này đi. Như đại phiên phòng. Là gian phòng này. Đây là phòng ngủ. Như đại suy. Còn đây là bàn của công tử. Nản đất cái hữu địa phương. Đẹp quá. Trời cũng có hữu suy. Ở đây có nhiều sách hay. Chị có thể đại hạ không thể ngủ được rồi. Công chỉ sợ là công tử đã không uống rượu đúng không? Không uống rượu à? Tôi không uống rượu. Tôi uống kẻ suy.
Tôi chỉ uống nước thôi, tôi đã lừa cô đấy. Công tử rất xinh a nhân. Công tử thích lừa mọi người sao? Ồ, thấy được chưa? Công tử nên cẩn thận hơn. Tôi sẽ để công tử nghỉ chơi. Uy, Sở Sở. Nào, Sở Sở cô nương. Cô lại. Máu ta qua sao rồi? Khởi hổ mà. Cô mời hai chị trà dọc cây bay. Tôi chào cô một trời. Đây, người đẹp trai ấy đã đến. Còn có một gã đàn ông hơn nữa. Có đến ba người đàn ông, làm sao mùi chọn đi? Mùi đừng lo điều đó trước khi họ quan tâm đến. Thi sinh thì tốt nhất, gã đàn ông thì cũng tốt. Không tệ đâu. Xe bà sẽ đổ cuộc như tình yêu này đây. Nhi đồ hẹn nữ của nữ giới. Đã lâu lâu rồi chúng tôi không đến đây. Sáng sớm bên có một cái. Đây là mùa xuân. Uống cho truyền sữa sau thì thai và uống nước của mùa xuân. Bất quá chỉ có tuy nhiên chúng tôi chỉ sinh con gái mà thôi. Chỉ cần các bạn nguyện ý ở lại Mạn Hoa Lâm để trong cuộc đời này, sinh và dục lợi. Ta sẽ cho các ngài điều các ngài. Ta sẽ đảm bảo rằng các ngài sẽ có được nhiều hơn các ngài mong đợi. Phu nhân ở đây là chốt thần tiên sao? Vậy ngài sẽ rời khỏi đây. Ngài sẽ đến này thôi mà. Nhưng công tử chúng tôi còn có một kỷ ước riêng nữa. Chúng tôi không thể ở đây quá lâu. Chúng tôi không ở lại đâu đâu. Phải không, công tử? Đúng không ạ? Chúng tôi làm gì cho công tử? Ta sẽ ở lại đi. Tôi ở lại đi. Ta có thể gặp họ đúng không? Tôi có thể. Tôi muốn cô. Ta muốn cô. Người không thể. Điểm có thể. Tại sao không? Không thể. Chỉ là người không thể thôi. Thật ra người không thể gặp cô ấy. Sảo Sảo là người cai quản nơi này. Nếu cô ấy thành thân, làm sao ta có thể cai quản nơi này được? Người có thể chọn người khác, được chứ? Nhưng người có được bắt tưởng tượng đấy. Lại đi. Chọn một người trong số họ đi. Phụ nữ cúi mặt xuống luôn là phụ nữ đẹp. Tại hạ cần quay lại lấy sách. Tôi đã chuẩn. Tại hạ xin thất lễ. Chu công tử thỉnh biệt. Không sao. Đa tạ. Đa tạ. Mạnh đại ca. Mạnh đại ca, vui vẻ chứ? Đi đâu? Linh công tử, tại sao công tử đi vậy? Ta có làm gì công tử không? Các người vui chơi thì cũng được. Đây là quà thành hôn cho ngài. Lấy với anh Hùng không chỉ một chút đẹp mà còn là một thanh gương đẹp.
小姑娘，做女的好刀，叻啦！公子，公子，如果冇吩咐嘅话，我哋先行退下啦。啊，退下啦！吉哥，恭喜啲。公子，好夜噶啦。公子，咁样早做，你几啲啊？走，瞓觉。边度？边屋啊？诶、欸，公子，公子呢度嘢？公子你喺边啊？择地流亡玉斗，瓜繁西子扁舟，千古风流今在此。万里功名莫放忧，君王三百州，燕雀岂知鸿鹄，貂蝉原出兜鍪，却笑奴妻缘够大，肯把牛刀厮守否，受君相玉钩。演兰奶奶，公子点解当仁义嘢？我哋咁样冒险到底值唔值得噶？系唔系因为咧个姑娘生得好靓啊？好靓，着定，对人软啦嘢嘛？佢攞嘢，我翻嚟揾佢，唔系因为靓，唔系色靓嗰个哎，唔系为咗义，吓？人哋为咗我，个哎入咗咗义打，大丈夫点会坐视不理？但系个责任一个哎，佢啲。来的公子啊，哎，公子，我哋可唔可以噶？啊，行啦，去睇下。呢度咩人？一句嚟哎，呢度唔准任何人进入都无礼。对住啊！佢哋系姑姑嘅男人，姑姑姑，小公子，呢度系我万花林嘅禁地，唔方便外人到访。你哋两位请回啦。我系嚟揾。你想乜嘢唔会喺呢一度？佢咁早点咁乖哋，请回啦。呢啲走啦，走啦，走。这个女人我不要啊！但是你无妇女音高达，做咩要我受佢气啫？大少带嚟就高达二，识咸唔识食？高达二咩佢？成婚先第一日，仆计到啦，佢识谈。男人就可以咁样对女人，你立得仆计到暗指出，男人可以咁样对女人，顾客大意啲。你想休咗佢？人家提把高达不随时可以，你仲可以随时离开。你碌头咁住，我冇话佢要离开啊！但个女带本啲，我要再拣个娘子。大家提就个客对佢，得唔得？梗系得啦，得意啦，对对。娶妻啊，求淑女。大人举目妇女，我寻日真系知谂乜嘢。件事就死晒一打。你听日仲会有第二个谂法嘅。又想谂啲条件对啫？
Chữ công chỉ lê lại cùng với tôi đến đây tạm biệt chúng ta sao? Lê ta yêu sáng kiến cụ hảo mạo chữ công mình. Tôi đâu bất biến đa lầu. Thế nhà cháu xong lê được sáng. Ngày mai ta sẽ gặp ngươi. Ta không muốn đi. Tôi cũng muốn cưới một nàng tử. Ta cũng có thể chào một cô dâu chứ. Chữ công chỉ không muốn đi nữa. Ta 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 không muốn đi nữa. Xin ý bên cô à? Mày thích ai? Cái á? Cô ấy. Nói nha. Đâm đâm. Không đâm. Cô không. Cô không chơi à? Cô không muốn. Chú công chỉ yêu chửi lì quầy chơi. Cô không được nói không? Nhiều cơ hội hay kỹ tốt của nhiều cô gái cũng được như ngươi chứ. Nên yêu à? Lời anh trong ngày hậu phụ nữ luôn nói ngược lại những điều họ muốn. Tôi cũng muốn thành thân. Tôi cũng muốn thành thân. Này tôi muốn thành thân. Tất nhiên rồi. Dù thế. Hôm nay tôi đi đâu chân là hậu nhiệt lão. Này trong nghiệp biên cò. Người thích ai? Nguyện nguyện ý cưới tôi. Cô nương sẽ thành thân với ta chứ? Nguyện cô nương đồng ý cưới ta chứ? Có nhiều người. Tại sao chào lại chào ta có nhiều cô gái mà? Bởi vì sao vậy? Nó không có mẫu miễn mà. Thương hại ta mà, không, ta không có ý đó đâu. Tôi không biết tôi cảm thấy không biết đã sai lầm gì. Đầu tiên nhà có mấy tôi ngộ. Mà vậy không hổng cái gì. Suốt đời mùi là người khác sắp đặt. Và luôn gánh chịu điều tồi tệ. Mà nghe sẽ hiểu quả như. Cuộc đời mùi là thế. Mà mẹ. Không. Để hầm. Mùi đang khóc. Ây à, lê thay lê. Mà kì sật. Quỳnh. Mà chắc lại. Mà lắm mà sẵn chân. Người ta người sang thành công đâu phải người đẹp trai phải không? Tôi giờ tìm con trai mộng mơ được thành thân với bùi. Cả bên họ, họ giờ thấy không quan ngại. Chịu được. Tôi thấy không quan ngại của sang chàng. Cô thấy quá phận. Các tình đã đối xử với bùi. Thấy người đại sầm. Lấy cầm lên cái chai chỉ cứ đủ. Con cô được xinh đẹp như bùi chứ. Tôi chỉ là xin con lấy chút phong hậu hỉ. Cho hắn một bài học dùng nổi thôi. Quỳnh cầm lên. Hắn là giận dữ như thế. Công tử, cô ấy điểm đều phải nhập kinh phụ khảo. Cô ở đây thì không có lâu thời gian. Nếu cô ở đây thì thật là không thích ở đây. Cô có thể cùng tôi đi. Hãy đi với chúng ta đến thành đô đi. Cô nói Quỳnh hứa. Cô lại sinh được đẹp như hoa thủy ngọc. Hà Tả Hành cũng sẽ mây mẩn dễ đẹp. Có hàng ngàn hàng vạn người đàn ông muốn đối với cô tốt, muốn yêu thương cô. Tôi bảo đảm giúp cô tìm một người thích hợp. Tôi sẽ cho cô một phu quân tốt. Thật à? Đừng buồn nữa. Đừng buồn nữa. Đừng buồn. Tôi không cùng Quỳnh không muốn ngủ chung giường với Quỳnh. Tôi sẽ ngủ dưới sàn. Tôi phân địa hả? Tôi sẽ phân địa hả? Quỳnh sẽ ngủ dưới đây này, xem đây. Hả? Tại sao hãy tôi phải cưới Quỳnh? Tôi là một người hữu tình. Quỳnh muốn sống một mình vẫn vui, tự do tự tại. Tôi không muốn làm đứng tử đâu. Mày vậy thì thôi giải thích. Không nghe à? Có nhiều cô nương để tôi muốn nghe. Hãy vô cản tôi sẽ là chồng nữ trong số các người trong bảo ta nhờ. Ta làm thế. Tôi xin thật. Mình không muốn làm nữ tử đâu làm ơn đi. Để thôi cậu. Hổ là. Nghe ta nói đi. Mình sẽ xử lý à. Hãy nghe ta nói. Ta không xử lý thì mới ta không được ở lại. Tôi sẽ xin biết mẫu ta phát sinh chuyện gì đã xảy ra với mẫu đơn. Này không mới cùng tôi trong trường. Mình làm ơn giải giờ với ta được không? Giải giờ sao? Trong khi chờ vậy thì được. Ê. Cảm thấy đi đâu? Ở đây có hầm ngục. Có một nơi hay nơi nào tương tự như thế không? Mẫu không. Phải không? Vậy thì mỗi epigam ở đâu? Sao mà chưa khỏi pin? Chắc rồi. Chắc rồi. Thực sự có biết không? Cái gì tiếng mới mỗi thằng nói đâu? Để xíu xong tiên. Mỗi ấy không phải là người tốt. Ê, để chửi ngọ. Quỳnh thành thân là gì mẫu đơn sao? Ai, tôi thật là vì cho cậu mạo tan. Đúng thật là vì mẫu đơn.
咁就好啦。tốt rồi. Ê, mua rượu à? Đừng uống. Ô, chụp bao? Gì thế? Này, mua rượu đâu 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 sao? Mua gì? Không hả? Chỉ khiến quần mua xuống ba ngày ba đêm thôi. Này. Này thế hả? À, ở đâu à? Trời châu, Thị Trúc, sao buồn lại đây? Tiên Hân Chảy bà hồi ở trần cao không còn lại cả. Cảm ơn mấy cô ấy chân sắp đến đây. Bà Mùi đã đến. Bà Mùi đã đến. Bà Mùi đã đến. Bà Mùi đã đến. Bà Mùi đến chào họ không? Dù hồi lại chỉ kỹ hồi lỡ. Quỳnh muốn thì đi đi. Ngọc sẵn chung kỳ. Không có đi đâu cả. À, hài hài hài. Không ngồi chung giường. Chào cháy hành lỗi. Làm nữ tử thế nào? Chúng ta rất muốn biết. Thái hổ là. Tuyệt vời lắm. Sang Hồng. Tướng công. Hồng có chỗ khơi trà. Bà Mùi đi uống trà. Quýnh đi cùng không? Tôi không lại rồi. Được rồi. Bạn giúp tôi gọi Hậu Hạ được không? Không. Mời bảo Hậu Hạ xem có đi cùng không? Hậu Hạ. Sang Hồng chào anh. Tướng công. Ta bảo người đến. Tướng công. Nhị gia công tử. Công tử của người. Vậy tôi phải gọi cô là phu nhân rồi. Gọi ta là phu nhân. Phu nhân. Ta đi ra ngoài một chút. Tướng công. Công tử, chuyện gì thế? Sao người nấp trong phòng? Người không cần hầu ta nữa sao? Nữ tử của tôi không vui. Mùi ấy không muốn ra ngoài. Tôi đang cố thuyết phục đây. Người nghiêm túc với cô ta chứ? Không. Tôi giả vờ thôi. Tôi đóng giả như thật. Cũng như công tử đấy. Lời quái đạo thế này. Chắc là ở được chứ. Đinh Hương. Mạnh đại ca, nhiều sách quá, người còn thấy nhức đầu sao? Tôi giúp gì được cho ngài? Nghe nói người thích đây này, nên ta đến xem qua mà thôi. Bên ngồi. Cho ta ly trà. Đi pha trà đi. Mùi nghe thấy nữ dương yêu cầu thương dược. Cha con chi theo dõi mùi tới đây. Thương dược cũng làm việc như thế sao? Cô ta làm mọi việc mà nữ dương yêu cầu. Họ đang đến. Mùi làm gì ở đó? Trốn qua đây, dưới giường đó. Mùi làm gì thế? Lên giường đi. Ôm mùi, nhanh lên. Không biết ôm sao? Người thấy gì? Họ trên giường và đang ôm nhau. Sao đánh ta? Quỳnh muốn làm gì chứ? Ta có làm gì đâu. Lại quên làm gì như lần trước dưới chăn thì sao? Mùi thấy rồi. Được. Mùi muốn biết chúng ta đã làm gì không? Đau quá. Chỉ thế thôi sao? Ừ. Tôi không thấy gì. Họ đang ở trong chăn. Cô muốn thấy gì? Hay cô không muốn tôi thấy gì? Hay cô không muốn tôi thấy gì? Quỳnh nghĩ thế. Nghĩ gì? Quỳnh nghĩ mùi sẽ tìm được người mùi yêu sao? Dĩ nhiên. Ta chắc tên thô lỗ đó sẽ hối tiếc mà thôi. Hối tiếc cả đời đấy. Ta hứa với mùi sẽ tìm cho mùi người đàn ông mùi yêu.
Nếu không ta sẽ bị sét đánh. Đừng nói nữa. Mùi làm gì thế? Tối qua họ thế nào? Thật thực sự không biết chuyện vợ chồng. Thưa nữ dương, chuyện gì? Tướng công thần muốn về nhà, muốn về tước liên bách hợp hải đường. Người đồng ý, thật không phản đối. Người làm phải lắm. Khi có con, người không cần hắn nữa. Đi sắp xếp đi. Dân, thưa nữ dương. Nữ dương, tôi xin được đi. Cô Thực Dư, ta đã đi hỏi xung quanh rồi, nhưng không ai biết mẫu đơn ở đâu cả. Cho ta biết đi. Ngươi không nên hỏi. Cô biết. Tôi xin cô cho tôi biết đi. Bỏ gươm xuống. Không sao, chỉ là hiểu lầm thôi. Tôi đã hỏi về mẫu đơn. Mọi người rất lo cho mẫu đơn. Họ muốn biết mẫu đơn đang ở đâu. Chúng không dám hỏi vì biết ta sẽ buồn. Nhưng ta cho người biết, mẫu đơn đã tự sát vì một người đàn ông. Người ngươi mong đợi đã đến vì ngươi rồi. Đó, hắn ở đây này. Không phải là đến tìm ngươi đâu, mà vì bạn thân của ngươi. Họ đã thành thân rồi. Thật đáng tiếc. Nếu ngươi cho ta biết, ta đã chúc phúc cho ngươi. Thì trúc, đàn ông là thế đó. Họ yêu bất cứ ai. Ngươi không còn để hắn yêu đâu. Nói rằng ngươi không nhớ hắn nữa đi, và ta sẽ thả ngươi ngay lập tức. Nói đi. Nói đi. Ta bảo nói. Người đáng như thế, vì ta sẽ tài nguyện cho ngươi. Ta sẽ để cho ngươi bị thiêu cháy 7 lần 7 49 ngày, đến lúc thành tro bụi. Hắn đã để lại cái này.
你还是不该。Người vợ không dám. Người dẫn ở đây. Đa tạ. Sao chỉ có đàn ông? Sao có ít phụ nữ thế? Phụ nữ đi đâu hết rồi? Thành đô to lớn quá, chắc thức ăn ở đó ngon lắm. Mùi chỉ biết có thức ăn thôi, chỉ nhiên phụ nữ ở nhà. Tại sao họ lại ở nhà chứ? Chăm sóc phu quân và lo cho con cái. Đó là thế giới của đàn ông. Cho ta xem có gì trong tranh nào. Nữ dương là thành đô, thưa nữ dương. Thành đô sao? Đông đúc quá. Người nhớ đó lắm phải không? Nơi nào cũng vậy, không chỉ ở thành đô có hai loại đàn ông. Một loại sẵn sàng nói dối suốt cuộc đời họ. Loại kia sẵn sàng nói dối chỉ một thời gian mà thôi. Còn loại thứ ba, những kẻ không thèm nói dối, cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng. Nếu không nghĩ đến dối trá, sao ngươi lại luôn nói gì đó chứ? Nếu thế ta dám nói giữa đàn ông và phụ nữ là gì? Tình yêu. Tôi luôn tìm kiếm đó. Tìm gì? Người tôi yêu. Và cũng yêu tôi. Người thật nhàm chán, tôi sẽ tìm được. Người muốn dạy ta loại đàn ông thứ ba sao?牡丹想让我带他去城市看一下，我没能带他走。京城的繁华，我能记得多少，就给他花多少。花完了，我便离开，我不会耽误你。 把画留下吧。画是画给牡丹的。
不烧了，怎么给的？牡丹为死。站住！牡丹在哪里？七重天，翠竹。你们要干什么？你想不想救牡丹？các cô làm gì thế? Mình không muốn cứu mẫu đơn sao? 你说救我们这几个人能把牡丹？ Mọi người nghĩ ta có đủ sức mạnh để cứu mẫu đơn không? Đừng lo. 我既然已经来，có ta thì đừng sợ. 你就什么都不用害怕。哎，哎，你也太没大没小。Cẩn thận đi. 男人都还没吃。đàn ông trong nhà vẫn chưa ăn đó. Ai.Tướng cơ, từ khi có đơn tử, ngươi quên cả công tử của mình rồi. Khá hảo, chỉ có điểm hơi. Ngươi trước ăn đi. Có điểm nước đi.你要是真的和我们打，我们都不会是你的对手吧？为什么要帮他？你喜欢他吗？他是为牡丹而来的，可是你还是帮他。喜欢一个人的感觉，很清楚。很苦，对不对？他来了，你跟他说吧。爱是自私的，你不能让。我那扇子是不是忘在你房间了？你回来就是为了找扇子的？你是为谁回来？我牡丹是因为我变成现在这个样子，我闯的祸我不能一走了之。我很信他。听姑姑说过，nghe nữ dương đó hấp thu bị tấm đá đè lên người, nó được bảo vệ bởi phép thuật của nữ dương và ấy có thể vượt qua an toàn. Vì nếu ta muốn vượt qua, ta phải giết con rùa. Giết một con rùa bị xích, không phải quá dễ sao? Hãy do dự gì mà? Đừng chần chừ chứ.
手啊，我快撑不住了。大概只及佢啦，兄弟，紧急接啲。点子，冇，系。你为什么要这么做？少君来làm thế？如果为了救人，để cứu ai đó không phải là lý do để giết chóc được。我做不到。Ta không thể。况且这龟，我查他听，关注了林姐，一定是神物。那牡丹，也是他孤木扔掉。哎，哎，公子，你看，公子，还眼睛。来的，法术，让他们全都睡觉啊！让我下去吧。Để tôi xuống. 不行，太危险了。Quá nguy hiểm rồi. 我带着姑姑给我的。Ta được bảo vệ bởi những vị ma thuật của nữ tiên. 这些刑天兽，不会伤害。Mà quá giờ không được ta được đâu. 我有办法。Ta sẽ tìm cách đưa mẫu đơn lên.
đừng tin lời cô ta. Xin hãy cẩn thận. Đừng nhiều lời, con quái vật sắp tỉnh rồi. Mở cửa ra. Sao cô xuống đó được? Đừng để bọn yêu quái chui lên. Hắn đến để đưa cô quay về. Tại sao cô cứu ta? Ta cũng không biết. Đi thôi. Mùi đã quay lại. Mẫu đơn. Mùi không sao chứ? Thực Dương thì sao? Cô ta là thân cận của Lý Dương. Bà ấy sẽ đến cứu cô ta. Vậy tôi sẽ đẩy nắp lại. Ta quay về rồi. Mùi đàn cô nhân, thật là mẫu đơn thật lợi hại. Cô ấy đẹp quá. Công tử, ngài thật có mắt nhìn. Ta không có ý đó. Ta nên đi ngay. Đi. Về Trần Gián. Mùi em Nữ Dương sẽ không tha cho chúng ta đâu. Thường Dương sẽ không phản bội ta. Đưa tôi đi cùng đi. Tại sao? Khách nào có thể tự làm mọi việc. Ở đây ta vô dụng quá. Ta đã đánh giá thấp các nàng rồi. Và biến ta thành trò cười. Đừng bỏ bọn muội lại mà. Còn chúng ta cần cha. Nếu muốn đi, bọn muội sẽ đi. Chúng ta cùng đi nào. Đừng lo. Các người muốn đi đâu? Tại sao người đã dối? Mẫu đơn đã tự sát. Để thử ngươi. Ngươi dám liều mạng để cứu cô ta. Ta cảm động vì sự chân thành của ngươi. Nên ta cho ngươi tọa nguyện. Thực dự thì thế nào?
我不会追究此事。大师滚得嘎。我有什么？大孔都是都一个人生。nói gì? Có một nam nhân, hắn căn bản không cho bạn vào trong lòng mình. Người này giờ cảm thấy rất vui vẻ, rất vui vẻ rồi. Vậy bạn đã được gì? Nhận được gì chứ? Bạn làm như vậy có đáng không? Cả bạn cũng như vậy. Có tạo ra như thế nào? Cả bạn cũng còn đàn ông. Ai đã đầu độc tâm trí ngươi? Bạn toàn bộ đều hiện ra hoang dại, và không có khả năng. Kế thành nhân, tôi có thể lại ta đã dễ dàng từ người thừa kế khác. Tôi có ngày nói qua. Ta từng nói. 7749 ngày, một mẫu đơn phi cơ nghi biến. Và ngươi, chỉ có 7 ngày. Có 7 ngày mà thôi. Đừng phản đối, đừng hối tiếc. Nếu ngươi vẫn không xin tha thứ, nữ nhân. Lấy bây giờ cháu. Hãy để họ đi đi. Có đường không? Ngay cả nó cũng không nghe theo ta. Nhi cảm xét cô. Ngài đã yêu quý cô ta. Phong qua cô. Ngài không thể tha thứ sao? Để tôi làm tim mất về. Ngươi đang nghĩ gì? Mỗi gì mà nghĩ cô bắt được ta sao? Châu Bằng này. Ngươi. Tôi sẵn thằng ngọt thì xin ngươi muốn thành thần với một tiên nữ. Không có cơ hội đó đâu. Cô ấy là người phàm nhân. Cô ấy yêu người phàm trần. Không phải ngài muốn họ có con với con người sao? Nhưng chúng không bao giờ được yêu. Không thể giết. Nếu như người yêu chúng, thì người thiên hạ sẽ đại loạn. Nếu được giới yêu, họ sẽ từ bỏ mọi thứ. Người đã giới có sức mạnh gì nữa. Khi đứa trẻ được sinh ra, đàn ông phải chết, không ngoại lệ. Có mấy người đàn ông đó phải chết. Có mấy người đàn ông phải chết. Chúng phải chết. Bạn thấy phú quả hay không lấy bức tranh gì mùi giáo sư có núi giáo sao sơn giáo sợi trong nhau có rất nhiều người cô ấy đi đây nói cái mọi thứ trong tranh đều có thật cả và tao xuân phủ gương cô ấy đã dè rất vất vả rồi cái gì tôi bảo xong cô ấy nói là dành cho mùi nghi phúc thật đáng tiếc cái siêu chủ bị cháy hết rồi. Sau đó cô ấy còn giả vờ thành thân với ta để gặp muội nữa. Chỉ giả vờ thôi, đừng lo nhé. Ở trần gian làm có phải đàn ông luôn yêu nhiều phụ nữ không? Xin hãy quên ngồi hậu tố lời ảnh cả. Đích hợp là cái nam nhân. Đúng là có người như thế. Nhưng mà còn có nam nhân. Nhưng có người chỉ yêu một phụ nữ suốt đời. Nên ngồi bên cô. Quỳnh yêu ai?
Chẳng hề lễ là có thể công chí à. Không cần nghi ngờ nữa, dĩ nhiên là cô rồi. Ta đã trở lại. Ta đã trở lại vì ta khiến mùi gặp rắc rối. Quân công yêu cô ấy sao? Cũng mày tôi đã ngồi biên cò. Vậy Quân yêu ai? Mùi biết. Không cần phải nói đâu. Thứ lỗi, ta đã làm mùi buồn. Mùi rất buồn. Nhưng cảm ơn Quỳnh đã cho mình biết tình yêu là gì. Đền thờ. Cấm lạnh ta xin cho tôi lấy vợ chuẩn bị à? Sẽ làm gì? Ngồi để thành muội cho cô cua không? Ta có thể nói dối Nữ Dư. Cái muội chơi đâu đói sẽ tha thứ cho chúng ta mà. Nị thứ gì? Tìm biết muội không nói dối mà. Phong Sâm, đừng lo. Cô ấy sẽ quay lại. Không thể tin Nữ Dương. Cô ấy đang nghĩ và ấy nghĩ gì nữa? Chúng ta giống nhau. Đều không phải dòng dõi hoàng tộc. Chỉ có mùi ấy là hiểu thôi. Cô ấy hiểu tôi. Tôi không phải ấy biết ta là người xấu. Tôi là người xấu. Điểm có thể lên thiên đàng? Ta là ác nhân. Sao ta lại lên thiên đàng được nhỉ? Đây là chỉ có thể là đại đô. Và Nữ Dương. Trong hệ nhiệm vụ. Tôi nói cho hãy tin ta đi. Mộ Đăng đã gặp nguy hiểm. Để không thấy sao? Không phải đảo sao? Nhưng Mộ Đăng nói Mộ Đăng sẽ quay trở lại. Để nghĩ Nữ Dương sẽ tha cho họ sao? Bà ta làm mọi thứ để giữ thể gì? Quỳ đi đâu? Lê Biên à? Ngồi đâu sao? Ngồi bên kia lên. Đã phải trái Nữ Dương. Làm gì có phải trái chứ? Cô không phải là một cái tình mối không thể đi được đâu. Mẹ ta gặp rắc rối, ta không thể đi được. Ta phải hành động như người đàn ông chứ. Ê, sao không? Ta phải làm sao đây? Mô ngắt cho trời dọa. Thần đã nói dối thực dường. Chê mô phải bùi dương miệng. Hơi kiên suy hào liền. Mô ngắt khởi quả. Thần bảo sau đó sẽ quay trả lại. Chỉ là kiên khởi giám miệng cho phan này. Giờ thần rất hối hận. Không có gì thần ở cao quần. Thần có thể quay lại để thấy chỗ cho cô ấy không? Hai người ai nói dối.
佢唔会呃人，梅姨佢为人都咗噶，系我嗱，依古藤系我自作主张，同佢冇梅姨佢呢关系噶。看来是你们两个都骗了，原来是原来既然你们姊妹同心，那就一起受罚了，是我们用刑罚收。姑姑，刘姑姑，你不是答应过我不再追究他吗？我答应过你吗？答应过你吗？我答应过俾你一次选择，人哋好就佢冇机会咗。佢哋两个，你就嗌嘢边个死，嗌嘢边个死。你放咗佢哋两个，你可啲，我系我闯嘅，我连累佢哋，要杀要捅由我嚟负责。收声，对啲，呢度系我嘅地方，呢个地方系由我话事，一切嘢都系由我嚟安排。讲啦。系嗰啲，边个生边个死？我唔要佢哋两个死。但系条曲折。哇！爸，哥哥，哥哥，先睇睇咗我。你放咗佢哋啊！求求哥哥放开我哋！哥哥放开佢哋啦！你哋收声！你嗰啲，唔好求佢。耶！爸爸，神都冇啦！爸爸。连你都作反，你唔好斗反收。là đại em hùng tướng công mà tướng công tướng人类我哋冇諗佢要对付你，带球你唔好再杀人啦好唔好？我个法杖喺你手里面系冇用噶。
你点解要破坏我？但系佢嚟解令得？点解要教佢哋知唔知情要系乜嘢？佢哋全部都系你害死。杀人嘅唔系我。对局依靠。生杀之权喺你手上。白哥睇睇到结局。要话你就一定到底啫。你嘅上上之策就系令所有人都死晒。你就嗰啲边个啱边个错？咪搣咗系点啊？晒你心入面唔清楚咩？你最后都系赢咗噶，点解你会唔开心？沙发吸烟，我要为佢哋建造一个冇痛苦嘅地方，唔通我都有错？但晒到周，但系你快乐咩？要为烟咁，佢哋又快乐咩？我唔想佢哋好似我一样咁痛苦。但佢冇用到佢，所以你就消灭咗佢哋。白掉热噶。乜嘢嘅嚟到质疑哎？系为咗边个？琼楼玉宇喺呢代老大金碧辉呢啲，起嚟有咩？白死咗咗哎啫！你翻嚟系嘲笑我嘅咩？你唔好攰大手，你唔系话要食嗰度睇山上？我心里边仲有你。就到个睇嘅山，你仍个万种心机。其实我一直都睇住你，系你冇发现到啫。白子刚认识佢，唔通我真系错咗？白大帅，冇同佢爱，那是靠拉定要啲头，系咪真系爱？咁又点可以唔痛呢？尿都空掉。一齐走吧啦！系离开地共他，
等一阵，喺度啦。玫瑰，玫瑰，冰块仔，冰块仔，啊！冇事就好啦。上高，点高？上高，点高嘛？上高，点高？未咳嗽，冇事嘛？冇事，未咳嗽，冇事嘛？未咳嗽啫，你冇事啊嘛？大家冇事就好啦，大家都冇事啊。公子，公子。我以为你死紧，冇事啦，唔好喊啦，冇事啦，咁烧到。好吓，公子咁烧啫，我爱你哟。我的乖女起身啦，các con hãy đứng dậy. Trời ơi nữ dương, đi đâu, 以后就交大婶你来买点个。你有勇气反对？你有勇气chống lại ta? 应该有勇气接受。có dũng khí để tiếp quản đó. Cháu lâu mà. Đến lúc đi rồi.Hôm nay bé có đẹp không? Đẹp ạ. Mẫu đơn, thì nói lên. Mẫu đơn, ngươi nghĩ sao? Vàng đẹp. Cô của hôm nay, hôm nay nữ dương trông đẹp nhất. Tôi tin tưởng ngươi nói cái gì. Ngươi luôn là người đáng tin.卓若姐等紧你噶，卓若在叫 Win， 去啦，呢啲卓若，卓若，你要做嘅事已经完成咗，仲有咩事你未要留低？卓若姐，卓若，我哋成婚系做戏噶，吓，佢唔系真系爱你，佢特殊要，但系你爱上咗佢啊嘛，要回要吓，系咪啊？phải không? Suy chúc lý tình chúc cũng yêu hắn, có phải không? Hay mày à? Chứ công chỉ lộ xin sợ cả. Tôi biết điều đó bà. Hổ phong lầu. Người thật đa tình. Chứ công chỉ, nếu có xưởng lại ở đây, nếu công tử muốn ở lại, cùng suy chúc hoàn thành phân sự, lại hoặc là cùng Mão Đan một cùng hưởng trần nhân phúc.我冇意见，但条蛋疼噶，但系请你，燕喜，你带依啲，唔好将我拉埋落去你呢班人度。我唔似佢咁天真，但咁可靠，燕佢几度？你唔使担心，得咯。从今以后，但咁可走定，你男女之间嘅情情爱爱，我都唔会干涉。我祝福你哋，祝福咗吉佢，八子千孙。
被翠若姑娘睇穿咗。被掳中，系。对我嚟，小生如果仲留喺度嘅，的确系个祸水嚟。我翻嚟系为咗救马丹妹妹，佢而家都冇事啦。我都应该走啦。我仲要入京赶考嘅。系告辞。先搞定。大英雄。搞定。告辞。告辞。搞定。我愿承受伤痕，只要你相信我的真，爱就能战胜命运的残忍。朱公子，我还是一次日落，一生一场潮汐，我拥有今天冬季。翠竹，多谢你大大这段时间夜晚耶稣辛苦会做你做得咁好。老大保重，对不住他老大确死到会的中间段，我都是没办法带你去尘世看看。公子，公子，对，我唔想跟你翻去啊！对佢冇威嘢，好对人哋，系就伤咗鬼啲。多谢公子，大大公子。系保重。我愿承受伤痕，我不想太痛，你的真永远没见证命运的残忍。我和你是一次日落，一生一场潮汐，发烟灰一直埋埋烟灰，但你不应该来到烟灰，你不应该来到，你有更重要的事情要做，更难你跟我，但我们感染的烟灰我都感受到，但我不敢接受，你不敢接受，我不可以咁自私，要你为我牺牲一世。你真系要讲一番死难咩？我冇用，但不得要我冇用你同你一世。我哋甘心无怨，但个皮兵有坚定，将留低下一世，但想让官有接受，我等你负责待官。他走咗，佢嚟呢度，但我知道，我知道，但边个？我呢啲说话，特别特刚提到影嚟到呢个地方，我可以喺佢面前讲。公子啊！吃啲斋菜，咁短咪要饿。
哦，公子，公子，公子，你做乜喊啊？公子，系咪我边度做得唔好啊？有咩问题啊？注意啲，大师，大师，点解一瞬间？上面有件事死啦，只中咗班。我有咁多嘅悲欢离合，幻游心生噶嘛？我系难收翻个头噶。乜嘢？我做乜事？中到门关二。多谢大师，大大大师，公子啊，公子，你哭了，你都系唔好喊，食啲斋菜啊！啊，嗰啲系我噶，你放低啊！你呢个人放得起，好下。食啦，啱啲。食啦，啱啲。公子啊，你都系俾我咩啊？公子，你都识呀？真系受伤到。得啦，三位留步。大人举例一个。都系你嘅。点个换地？俾翻你。攞住。揿你啲。多谢。大大去边啊？呢度啲。上京赴考啊！我睇你呢个人都几有意思。你去保卫一个。我嚟保护你。水仙、雨蝶、果、银花、润花、果、海棠、海棠、果、云梅、银麦、果、丁香、丁香、果、雪莲、雪莲、果、百合、百合、果，所有人已经到齐啦。百合果，大家今日都好啦，着得靓，多谢家爸。你哋今日开唔开心？开心啊！